Các em sang phần tiếp theo, đó là phần nhận diện các khối trên sơ đồ hạch in của vectơ. Trước khi vào nhận diện thì thầy sẽ nói qua về sơ đồ khối của một vectơ, thì nó gồm có những khối như sau. Thứ nhất là khối nguồn, hay người ta còn gọi là khối nguồn cấp trước. Vậy thì nhiệm vụ của khối nguồn này để tạo ra hai mức nguồn cơ bản, đó là mức nguồn 5V và 18V một chiều từ điện áp xoay chiều 220V. Và đối với những dòng vectơ đời cũ thì khối nguồn này được sử dụng một biến áp nguồn thông thường khá to và cồng kềnh. Còn đối với những dòng vectơ hiện đại thì khối nguồn được sử dụng một biến áp nhỏ và không chiếm quá nhiều diện tích. Vậy thì dấu hiệu nhận biết được khối nguồn này hoạt động hay không thì các em sẽ thông qua đèn báo và còi chuông. Nếu khối nguồn này không làm việc thì sẽ không có còi chuông và cũng không có đèn báo. Khối tiếp theo là khối vi xử lý. Đây là những khối quan trọng, đây là khối quan trọng nhất của máy vectơ. Nó là bộ lão chính để điều khiển mọi hoạt động bếp, mọi thao tác của người dùng. Ví dụ như là bấm phím, chọn chế độ sẽ được vi xử lý tiếp nhận và xử lý theo lệnh đó. Đây các em quan sát, đây chính là vi xử lý. Vậy thì khi vi xử lý không làm việc thì toàn bộ hoạt động của bếp sẽ bị tê liệt hoàn toàn. Và hầu hết tất cả nguồn cấp cho vi xử lý thường dùng là nguồn 5V, hoặc một số đời cũ là dùng nguồn 3,3V. Kem sang tiếp theo thầy, khối tiếp theo là khối công suất và điều khiển công suất, bao gồm tầng kích cho IGBT, IGBT, mâm dây và cầu diode. Vậy thì khối này sẽ bao gồm như sau, các em quan sát cho thầy. Khối này bao gồm những tụ điện lớn, cầu diode, mâm dây và tầng kích cho IGBT. Tầng kích cho IGBT. Vậy thì dấu hiệu nhận dạng đó là mạch này nó có đường mạch in rất lớn và gồm có những mối hàn to. Xuất phát từ điện áp xoay chiều đi vào cầu diode để lắng thành điện áp một chiều, sau đó được lọc bởi tụ để lấy ra đường điện áp một chiều DC 300V cung cấp cho mâm dây, và mâm dây thì được điều khiển thông qua mạch kích xung cho IGBT. Lúc này mâm dây biến thành từ trường nhờ vi xử lý điều khiển IGBT đóng ngắt, cấp điện cho mâm dây. Khi khối này bị hỏng thì thông thường rất dễ nhận diện, đó là cầu chì sẽ bị đứt, phải những tụ điện bị phồng, hoặc là IGBT bị chập hoặc bị cháy nổ. Tiếp theo là khối điều khiển và hiển thị. Đây các em quan sát ở đây, trong khối điều khiển hiển thị có hai dạng, một dạng là bằng phím cơ và một dạng là điều khiển bằng phím cảm ứng. Đây là dạng điều khiển bằng phím cảm ứng. Đây là dạng điều khiển bằng phím cơ. Vậy thì nhiệm vụ của khối này có tác dụng là giao tiếp giữa người sử dụng bếp với bếp thông qua những phím bấm. Ta có thể cài đặt chế độ nấu nướng cho phù hợp. Và mọi chế độ hoạt động của bếp sẽ được hiển thị thông qua đèn báo hoặc là
còi, báo. Vậy thì dấu hiệu nhận diện để khối này có hoạt động hay không, thì khi các bạn nhấn phím tương ứng với từng chức năng thì vi xử lý sẽ tiếp nhận chức năng đó. Khi chúng ta nhấn phím nhưng không có tác dụng mà đèn báo vẫn hiển thị thì có nghĩa là khối điều khiển và hiển thị chúng ta đang bị lỗi. Vậy thì dựa vào những dấu hiệu trên để chúng ta có thể loại trừ và tìm ra phương pháp sửa chữa cho phù hợp. Khối tiếp theo là khối cảm biến nhiệt. Khối cảm biến nhiệt, đây các em quan sát, trong bếp từ chúng ta có hai cảm biến, một là cảm biến trên mâm dây và cảm biến thứ hai là cảm biến trên IGBT. Vậy thì khối này nhiệm vụ chính của là biến đổi nhiệt độ thành tín hiệu điện để đưa về cho vi xử lý, tính toán đo lường nhiệt độ của mâm dây và mặt kính nhiệt độ IGBT để báo nhiệt độ có đạt trong phạm vi an toàn hay không. Nếu trong trường hợp nhiệt độ quá cao thì lúc này tín hiệu từ cảm biến đi về, tín hiệu từ cảm biến nhiệt đi về sẽ gửi về vi xử lý, và lúc này vi xử lý tiếp nhận có thể ngắt xung kích cho IGBT và lúc này IGBT sẽ ngưng làm việc. Khối tiếp theo đó là khối giám sát điện áp đầu vào. Khối giám sát điện áp đầu vào, nhiệm vụ của khối giám sát điện áp đầu vào này để nhận tín hiệu điện áp đầu vào gửi về cho vi xử lý để vi xử lý biết là điện áp đầu vào có ổn định hay không. Nếu trong trường hợp mà điện áp đầu vào không ổn định thì vi xử lý có sẽ đưa ra lệnh để khóa xung cấp cho IGBT và IGBT sẽ không làm việc. Khối tiếp theo là khối cảm biến dòng điện. Khối cảm biến dòng điện, nhiệm vụ chính của khối cảm biến dòng điện là gửi tín hiệu dòng điện chạy qua bếp tạo thành tín hiệu điện áp cho vi xử lý, nhằm tính toán mục đích để bảo vệ khóa sòng cũng như khống chế dòng điện đi qua bếp để bếp hoạt động ổn định. Thì thông thường đối với những dòng bếp cổ ngày xưa hay là những bếp đời cũ thì người ta sử dụng một cái nắp CT để theo dõi dòng hoạt động của bếp. Còn đối với những dòng hiện đại thì người ta sẽ thông qua một cái mạch, đó là mạch từ IGBT để chuyển về, để đưa về cho vi xử lý để theo dõi dòng trên IGBT. Khối tiếp theo là khối quạt làm mát hay là quạt tán nhiệt. Mục đích chính của khối quạt tán nhiệt là để tán nhiệt cho các linh kiện bên trong của bếp. Khi sử dụng bếp thì do IGBT hoạt động ở công suất cao cho nên là cần phải nối với cái tán nhiệt. Vậy thì nếu trong trường hợp không có quạt làm mát, không có quạt làm mát thì lúc này IGBT nóng và lúc có thể gây ra hiện tượng là hỏng IGBT. Hoặc trong trường hợp có điện chế nhiệt thì lúc này nhiệt độ quá cao tác động lên bề mặt của điện chế nhiệt và điện chế nhiệt này sẽ gửi tín hiệu điện áp về cho vi xử lý để khóa lệnh cho IGBT. Và thông thường quạt làm mát thường sử dụng là nguồn 18V DC. Như vậy thì thầy đã giới thiệu xong cho các em về phần sơ đồ khối của một bếp từ. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nhận diện các linh kiện như sau.
Đây, các em quan sát ở đây. Đầu tiên là khối nguồn. Khối nguồn cấp trước là bao gồm như sau: biến áp, IC điều khiển cho biến áp, hoặc một số đời máy đời cũ thì sử dụng một biến áp nguồn rất to. Khối tiếp theo là vi xử lý, thì các em nhận diện khối vi xử lý. Đây là chính là IC vi xử lý. Khối công suất thì bao gồm có tụ điện lớn, cuộn dây, tụ lọc nguồn, tụ đấu song song mâm dây, IGBT, cầu diốt, và thêm nữa là tầng kích cho IGBT gồm 3 bóng bán dẫn và mâm dây. Đây chính là khối công suất. Khối điều khiển hiển thị chính là sử dụng thông qua phím bấm và một số các đèn báo. Và ở dưới đường mạch sẽ có một IC để điều khiển nhận biết khi chúng ta nhận phím chức năng. IC sẽ tiếp nhận và xử lý lệnh đó đưa về vi xử lý. Khối cảm biến nhiệt thì cảm biến nhiệt thì thông thường người ta hay sử dụng đó là loại cảm biến nhiệt nhiệt âm, tức là khi nhiệt độ tác động vào thì làm cho giá trị điện trở trên hai đầu điện trở nhiệt này thay đổi và sẽ truyền tín hiệu đó về cho vi xử lý để vi xử lý tiếp nhận là nhiệt độ có quá cao hoặc quá thấp hay không. Còn các khối tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu về trong sơ đồ mạch cụ thể. Chào các em.